Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khung cảnh khiến Joe Biden đấm ngực tức tối, Tổng thống Trump chìm đấm trong tiếng la hét của vụ của hàng triệu cử tri New Hampshire. Tổng thống Trump nhận được sự chứng thực bùng nổ vào năm 2024. Ông Trump vẫn áp đảo các đối thủ đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò sâu bản cáo trạng về tài liệu mật và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, Liên đoàn Phụ nữ Đảng Cộng hòa ở New Hampshire đã chào đón Tổng thống Trump đến dự tiệc trưa Lilac của họ hôm thứ ba. Khi đến nơi thì cựu tổng thống đã được chào đón bởi một đám đông người dân địa phương, những người đã thể hiện sự ủng hộ cuồng nhiệt. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, Jason Miller đã đăng video đưa tin về chuyến thăm lên Twitter với chú thích: New Hampshire yêu mến Tổng thống Trump. Tổng thống Trump dừng lại bắt tay nhiều cử tri và cùng với đó là những tiếng reo hò từ đám đông hô vang Trump, Trump, Trump và Hoa Kỳ. Những tiếng hát chúng tôi yêu Trump cũng có thể được nghe thấy trong đoạn phim cũng như là lời cảm ơn và khen ngợi về sự hiện diện của ông ấy. Sau khi vào trong và được giới thiệu, thì Tổng thống Trump bước lên sân khấu và bắt đầu như ông vẫn thường làm bằng cách vinh danh cụ thể những người tổ chức sự kiện và nhiều người dân địa phương khác. Đám đông đã đáp lại sự yêu mến và thân thiện này bằng cách đưa ra những phản hồi ủng hộ đối với những phát biểu của cựu Tổng thống. Thường được gọi là Tổng thống của nhân dân, Tổng thống Trump nói đùa về việc Hillary Clinton là Harry Larry xinh đẹp khiến đám đông bật cười. Ông ấy cũng chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống vì đã không đưa tin về những khám phá gần đây liên quan đến Joe Biden với cuộc điều tra Hunter Biden và đám đông đã la ó. Trump lưu ý rằng, Bằng cách bỏ qua câu chuyện này, họ không có uy tín trước nào. Ông ấy lưu ý rằng, mặc dù vậy thì tôi không đặt Washington DC lên hàng đầu, tôi đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Tuyên bố này cũng thu hút sự cổ vũ từ đám đông. Cựu Tổng thống tiếp tục thảo luận về các cuộc chiến pháp lý hiện tại của mình, đã được RSBN đưa tin bằng cách nói rằng, mỗi khi những người dân chủ cánh tả cấp tiến những người theo chủ nghĩa Marx, những người thuộc chế độ độc tài và những người theo chủ nghĩa phát xít buộc tội tôi tôi coi đó là một huy hiệu một huy hiệu tuyệt vời tuyệt đẹp của danh dự và lòng dũng cảm tôi đang bị truy tố vì bằng tổng thống trump đã thảo luận về các chủ đề gây tranh cãi như là tham dũng và liêm chính trong bầu cử trong suốt bài phát biểu của mình ông ấy thừa nhận đám đông của mình và điều này khiến cho họ phản ứng mạnh mẽ hơn và cuối cùng, ông ấy kết luận bằng cách tuyên bố. Vì vậy, với sự giúp đỡ, tình yêu và lá phiếu của bạn, chúng tôi sẽ giành được New Hampshire và chúng tôi sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn bao giờ hết. Sau đó, ông ấy rời khỏi sân khấu cùng với những tiếng la hét của vũ không ngừng. Tổng thống Trump nhận được sự chứng thực bùng nổ vào năm 2024 Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã giành được thêm một sự chứng thực mạnh mẽ nữa Thống đốc Mark Robinson đã chính thức tán thành Donald Trump cho cuộc bầu cử sơ bộ của GOP cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, với tư cách là phó thống đốc. Mark Robinson đã phát biểu tại một cuộc meeting của Trump ở Sama, Carolina, tuyên bố rằng ông là bằng chứng sống cho thấy giấc mơ Mỹ vẫn chưa chết. Bây giờ là năm 2023, Trump đã trả ơn cho đồng minh chính trị của mình. Robinson đã công khai tán thành Trump tại một sự kiện của Liên minh Đức Tin và Tự do ở Washington, DC. Liên minh Đức Tin và Tự do tổ chức hội nghị con đường dẫn đến đa số quy tụ những người bảo thủ tôn giáo từ khắp nơi trên đất nước và được coi là một địa điểm nổi tiếng. Đây là một bước đi thông minh cho cả Tổng thống Trump và Robinson khi nói đến sự nghiệp chính trị của họ. Đối với Trump, điều đó cho cử tri thấy rằng ông ấy đang đạt được động lực trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình. Trong khi đối với Robinson, đây là cốt loại của nền tảng được xây dựng dựa trên mối quan hệ hiện có, sẽ trở nên quan trọng đối với một thông báo lớn hơn được đưa ra sau này. Trong trường hợp này, đối với phó thông đốc, đó là khi ông quyết định tranh cử vào chức vụ cao hơn và Tổng thống Trump đã ủng hộ Robinson trong cuộc đua vào vị trí thống đốc. Robinson đã chính thức tweet vào cuối tháng 4 thông báo cuộc đua của riêng mình cho chức thống đốc Bắc Carolina. Ông Trump vẫn áp đảo các đối thủ đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò sâu bản cáo trạng về tài liệu mật. Quý vị thân mến, ngay cả sau khi bị truy tố trong hai vụ án hình sự riêng biệt, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trước các đối thủ đến từ đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò cử tri trên toàn quốc. Mặc dù có thể sẽ có nhiều thay đổi từ giờ cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, thế nhưng các nhà phân tích và những người trong giới chính trị chia sẻ với The Epoch Times rằng các cuộc thăm dò hiện tại sẽ mang đến cái nhìn thấu suốt có giá trị về cách mà của cuộc tranh cử năm 2024 sẽ diễn ra. Họ còn cho rằng, chiến dịch bầu cử này đã đạt được một vị trí nổi bật trong lịch sử Hoa Kỳ. Các ứng cử viên hàng đầu của cả hai đảng lớn đã bị kéo vào những cuộc tranh cãi chưa từng có tiền lệ, làm lu mờ các đối thủ của họ trong những cuộc bầu cử sơ bộ. Rốt cuộc thì những vụ bê bối âm mỹ đó không chỉ sẽ ảnh hưởng đến các cuộc thăm dò, mà còn ảnh hưởng lớn đến việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhiều cử tri tin rằng kết quả bầu cử sẽ đóng vai trò quan trọng cho tương lai của nền dân chủ ở Hoa Kỳ, bất kể nền chính trị đảng phái có ra sao. Ông Mike Olin, một luật sư, cựu công tố viên và thẩm phán ở Cincinnati, tiểu bang Ohio nói rằng, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vào năm 2023, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Ông Allen là một người có tư tưởng bảo tồn truyền thống, từng chủ trì một chương trình trò chuyện chính trị nổi tiếng trên đài phát thanh 700 WLW. Ông bày tỏ rằng ông cảm thấy những tiết lộ mới đây của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cáo buộc ông Joe Biden lạm dụng chức quyền để gây ảnh hưởng ở ngoại quốc nhằm trục lợi đang bắt đầu lọt vào tầm ngắm của thượng dân. Ông Allen nói vào ngày 23 tháng 6, có lẽ chúng ta đã đi đến một bước ngoặt. Đó là ngay sau khi đảng Cộng hòa tại Hạ Viện tiết lộ các buộc của những người tố cáo trong sở thuế vụ rằng Bộ Tư pháp đã gây cản trở một cuộc điều tra về Hunter Biden, con trai của Biden bị cáo buộc đã không báo cáo đúng hàng triệu đô la thu nhập từ các nguồn ở ngoại quốc, nhưng sau đó ông lại đột thuế cho những khoản thu nhập đó. Tổng thống đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên về chủ đề này. Còn Tổng trưởng lý Maurice Garland thì phủ nhận việc DOJ can thiệp vào cuộc điều tra của IRS Ông Olin cho biết, mặc dù thỏa thuận nhận tội hồi tuần trước có thể sẽ giúp ông Hunter Biden tránh phải ngồi tù, thế nhưng giờ đây nhiều người nhận thấy rằng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ dường như đã bị vũ khí hóa để đàn áp những địch thủ chính trị như ông Trump. Ngược lại, các tấm vé tự do dường như được trao cho những người như là gia đình nhà Biden, vốn là những người có các mối giao thiệp chính trị đầy quyền lực. Ông Allen cho biết, tôi làm trong mạng hình sự của liên bang và hầu như không ai bị đưa ra tòa án liên bang mà không phải vào tù. Các cơ quan liên bang không truy tố bất kỳ ai trừ phi họ có bằng chứng chắc chắn để kết tội người đó và họ đã dâng lưới sẵn để chờ quý vị. Tuy vậy, quý vị không cần phải là một luật sư mới nhận ra rằng ông Hunter Biden dường như đã được đề nghị một thỏa thuận ưu ái. Mọi người phẫn nộ về hệ thống tư pháp hai tầng mà chúng ta đang có ở đất nước này. Và trước đây, điều đó chưa từng xảy ra ở đây. Ông Allen nói họ đang rất bất mạng rồi. Ông cho rằng người dân không thích việc gia đình của nhà Biden kiếm được hàng triệu đô la mà không có lý do rõ ràng. Ông Allen và những người khác cho rằng, ông Trump đang thể hiện tốt trong các cuộc thăm dò, một phần là do phản ứng dữ dội trước những bất công đang diễn ra. Trong một bài bình luận trên Newsmart, nhà bình luận theo phái bảo tồn truyền thống Liz Morris đã viết rằng, việc truy tố ông Trump mà không có căn cứ xác đáng và sự tha hóa của ông Joe Biden đã khiến cho chính trường Mỹ bị dừng lại, đóng băng. Thế nhưng, biện lý đặc biệt George Smith lại nói rằng các công tố viên liên bang đã tuân theo những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất khi họ tiến hành truy tố ông Trump ở Florida. Trong khi đó, ông Morris đang đề cập đến những lo ngại liên tục về việc đôi khi ông Biden dường như đạn trí trong các sự kiện trước công chúng. Còn những người ủng hộ ông Biden thì lại phản bác rằng bác sĩ của ông đã tuyên bố rằng thể chức và tinh thần của ông có thể trụ vững trước những trọng trách của Tổng thống bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất